Tiếp tục chương trình ban nhạc chúng ta hôm nay là cô ca sĩ và đã làm rung động nhiều trái tim, rung động từng người đi qua, người đi lại, người giơ tay để xin tiền. À, cô ca sĩ chúng ta nói cho vui thôi, cô là ca sĩ Duy Hải, cô là một trong những mà khóa Anh Văn khóa 8, nhưng mà cô học rất ít nên cô đã lìa xa mái trường của chúng ta và cô đi theo con đường mà giúp đỡ mọi người và giúp đỡ tương lai chúng ta. Hôm nay xin mời ca sĩ Duy Hải. Duy Hải. Dạ. Đi trên này Duy Hải. Đừng gần mình xíu. Em lâu quá rồi Duy Hải cũng không gặp các anh chị. Phải nói là rất là vui, vui lắm khi thấy chúng ta còn gặp nhau mạnh khỏe và cùng vui vẻ. Thì Duy Hải xin mến chúc tất cả các anh chị với gia đình là mãi mãi bình an, hạnh phúc và sức khỏe thật là dồi dào nha. Để tiếp nối chương trình thì Duy Hải xin hát một bài vui vui, đó là bài Bước Tình Hồng để mừng anniversary của các anh chị có những cái kỷ niệm hôn nhân trong tháng này và tháng tới luôn, tháng 7 luôn đi hay đến cuối năm luôn ha. Này đây bước chân xin tìm đến người, này đây cánh tay xin chào đón người, này đây có cây xanh gần ý tình, này đây gió mây nghe hồn tái sinh, này đây cánh hoa xin dâng đến người, đời như nở hoa trong mắt tiếng cười, hồn vang suối sao xanh gần ý tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hồi nãy là Quý có giới thiệu là Duy Hải ở môn khóa Anh Văn. Dạ không, Duy Hải ở môn khoa Văn. Khoa Văn. Dạ. Em xin